Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giờ nóng hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 8. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ truy điệu tiễn biệt giáo sư Võ Tòng Xuân về với đất mẹ. Vì sao an ninh hàng không sân bay Phú Bài chặn ô tô đón khách ở bãi đỗ? Tàu cá sắp chìm, ngư dân livestream kêu cứu. Cháy rụi ô tô đầu kéo trên quốc lộ 20. Tìm thấy thi thể trùm công nghệ Anh và con gái trong cabin du thuyền bị chìm ở Ý. Ông Trump vận động tranh cử ngoài trời, phát biểu sau kính chống đạn. Sau đây là các thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 22 tháng 8. Trước tiên là thông tin về lễ truy điệu, tiễn biệt giáo sư Võ Tòng Xuân, người thầy của nhiều thế hệ sinh viên ngành nông nghiệp, người bạn lớn của nông dân miền Tây. Sáng 22 tháng 8, lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, gia đình và đông đảo đồng nghiệp, bạn bè, người thân, học trò đã đến đưa linh cữu giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ. Đến đưa tiễn giáo sư Võ Tòng Xuân còn có ông Ono Masuo, tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại lễ truy điệu, ông Lê Văn Nưng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đọc điếu văn, nhắc lại những đóng góp của giáo sư Võ Tòng Xuân đối với ngành nông nghiệp và giáo dục nước nhà, ôn lại những kỷ niệm của giáo sư với nông dân, với người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long và nhiều nơi tại Việt Nam và thế giới. Phát biểu đáp từ, ông Võ Tòng Anh, đại diện gia đình giáo sư Võ Tòng Xuân chia sẻ lời cảm ơn sâu sắc trước tình cảm chân thành của các cấp lãnh đạo, các thế hệ đồng nghiệp, bạn bè trong nước và quốc tế, những phóng viên báo chí, đặc biệt là những nông dân ở khắp mọi miền đối với người cha của mình. Sau phần lễ truy điệu, linh cữu của giáo sư Võ Tòng Xuân đã đi ngang qua trường Đại học Cần Thơ, trường Đại học Nam Cần Thơ, nơi ông dành phần lớn thời gian công tác. Hàng ngàn sinh viên của hai trường đại học đã ra dọc hai bên đường từ sớm để chờ đón xe tang đi qua. Sau đó, xe tang sẽ đưa linh cữu giáo sư Võ Tòng Xuân ngang qua một số trường ở tỉnh An Giang trước khi an táng tại quê nhà Bà Chúc, huyện Tri Tôn. Khoảng 12 giờ trưa nay, ngày 22 tháng 8, đoàn xe tang đã đưa linh cữu của giáo sư Võ Tòng Xuân về đến quê nhà tại thị trấn Bà Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Hàng trăm học sinh trường Trung học phổ thông Bà Chúc và các điểm trường tại thị trấn Ba Chúc mang theo di ảnh của giáo sư Võ Tòng Xuân đứng đợi hai bên đường để tiễn biệt và bày tỏ lòng biết ơn đối với người thầy của nhiều thế hệ sinh viên ngành nông nghiệp, người bạn lớn của nông dân miền Tây. Đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang và huyện Tri Tôn đã có mặt tại phủ thờ họ Võ của thân tộc giáo sư Võ Tòng Xuân cùng hàng trăm thầy cô của các trường Đại học An Giang, Đại học Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ và đông đảo bà con thân tộc khắp nơi đổ về dự đám tang của giáo sư Võ Tòng Xuân. Lãnh đạo huyện đoàn Tri Tôn cho biết, ngay khi nhận được thông tin sẽ an táng giáo sư Võ Tòng Xuân tại quê nhà thị trấn Ba Chúc, thì đơn vị đã làm 85 di ảnh nói về giáo sư Võ Tòng Xuân. Số ảnh này cũng bằng với số tuổi theo âm lịch của giáo sư Võ Tòng Xuân. Sau đó, giao các di ảnh của giáo sư Võ Tòng Xuân cho các bạn đoàn viên thanh niên huyện và trường Trung học phổ thông Ba Chúc đứng xếp hàng chờ tiễn đưa giáo sư. Đến 14 giờ, linh cữu của giáo sư Võ Tòng Xuân được di chuyển ra phía sau phủ thờ họ Võ để an táng trong niềm tiếc thương vô hạn của hàng trăm thầy cô các trường học trong và ngoài địa phương, các thế hệ học trò và người thân của giáo sư Võ Tòng Xuân. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Mới đây trên đường về cảng thì va chạm với tàu chưa rõ lai lịch khiến chiếc tàu cá Phú Yên phá nước, nguy cơ bị chìm. Ngư dân trên tàu đã livestream kêu cứu, sau đó được bộ đội biên phòng và tàu bạn cứu kịp thời. Ông chị ông buồn ngủ xeo giờ ông tung vô tàu giờ chìm bộ anh lâm chết rồi cứu giùm cái ơi giờ lúc dân lớn luôn chết rồi chết chìm rồi. Trưa ngày 22 tháng 8, thiếu tá Phạm Văn Huân, phó đồn trưởng đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam cho biết, lực lượng đã cứu thành công một tàu cá và 6 thuyền viên gặp nạn vào sáng cùng ngày. Vụ việc xảy ra lúc 9 giờ sáng khi tàu cá chở 6 ngư dân Phú Yên va chạm với một tàu chưa rõ lai lịch cách bờ biển thôn Phú Lạc, Đông Hòa khoảng 2 hải lý. Tàu cá đang trên đường trở về cảng Phú Lạc sau chuyến đánh bắt thì bị nước tràn vào và có nguy cơ chìm. Một video livestream xuất hiện trên mạng xã hội kêu gọi sự cứu trợ từ người dân và lực lượng biên phòng. Ngay sau khi nhận tin, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam đã huy động 4 tàu cá cùng các cán bộ chiến sĩ biên phòng mang theo máy bơm nước ra hiện trường hỗ trợ. Đến khoảng 11 giờ, tàu cá đã được kéo vào cảng Phú Lạc an toàn và cả 6 thuyền viên đều bình an. Ngày 22 tháng 8, trên quốc lộ 20, đoạn qua khu vực Đèo Chuối, huyện Đà Hoai, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ cháy xe đầu kéo. Cụ thể, khoảng 5 giờ, tài xế Vũ Anh Hậu, 35 tuổi, lái xe đầu kéo đi hướng Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh,
Khi đến vị trí trên thì xe bốc cháy. Đây là xe đầu kéo chuyên chở ô tô đi giao cho các đại lý. Thời điểm xe bốc cháy, trên xe không chở hàng. Hai người trên xe gồm tài xế và phụ xe khi phát hiện xe cháy đã nhảy ra ngoài, đồng thời báo tin cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp hỗ trợ. Nhận tin báo, trạm cảnh sát giao thông Madagui phối hợp với công an huyện Đạ Hoai và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Lâm Đồng có mặt dập lửa, khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngày 22 tháng 8, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã xem và sẽ chuyển cho sân bay Phú Bài để kiểm tra thông tin liên quan đến một clip ghi lại cảnh nhân viên an ninh hàng không sân bay chặn đầu một ô tô không cho đón khách. Theo nội dung trong đoạn clip, tài xế xe dịch vụ đang đậu xe ở khu vực bãi đổ thì có vài vị khách nước ngoài đi đến và hỏi xem anh này có chở khách đi từ sân bay đến thành phố Huế cách đó khoảng 14 km hay không. Tài xế nói rằng có nhận chở khách với giá rẻ hơn so với đi taxi và được đồng ý. Khi vị khách chuẩn bị bước lên xe thì lực lượng an ninh hàng không sân bay Phú Bài ập đến chặn đầu chiếc xe dịch vụ và yêu cầu tài xế đi vào văn phòng sân bay làm việc. Tài xế bức xúc vì cho rằng bản thân không phải Grab và cũng không tranh giành khách ở khu vực sân bay nên không đồng ý làm việc. Hai bên xảy ra tranh cãi và sau đó vị khách du lịch nước ngoài cũng đã bỏ đi, không đón chiếc xe nói trên nữa. Đoạn clip sau khi được đăng lên mạng xã hội đã có hàng trăm ngàn lượt xem và hơn 1.100 lượt bình luận. Ông Nguyễn Tiến Phương, Phó trưởng phòng an ninh hàng không, cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho biết chưa xác định được khu vực xảy ra vụ việc trong đoạn clip là ở khu vực nào. Qua clip, ông Phương cũng nói rằng trong trường hợp này lực lượng an ninh không có quyền yêu cầu tài xế xe dịch vụ đang đổ ở bãi xe đi vào văn phòng để làm việc mà chỉ có thể nhắc nhở. Còn ông Lê Đình Thọ, trưởng phòng an ninh hàng không, cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho biết sẽ trích xuất camera ở sân bay để xác minh sự việc và cũng sẽ có sự trao đổi với nhân viên an ninh xuất hiện trong clip về cách ứng xử cho phù hợp. Ông Thọ cũng cho biết không phải ngẫu nhiên mà lực lượng an ninh hàng không sân bay làm việc như vậy. Theo đó, hiện nay có 5 hãng taxi đang đăng ký khai thác đón khách ở sân bay Phú Bài và các doanh nghiệp này đều thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ với nhà nước. Tình trạng xe ôm, xe dù đón khách trái quy định ở sân bay làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh vận tải, cạnh tranh không lành mạnh đối với các hãng taxi trên cũng như gây bức xúc cho khách hàng, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế. Thời gian qua, một kiosk cà phê nằm trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của đông đảo người trẻ tại Đà Nẵng khi bắt đầu hoạt động từ 4 giờ sáng. Theo ghi nhận, dù chưa đến giờ mở cửa, nhiều bạn trẻ đã tập trung trước quán cà phê này để xếp hàng chờ gọi đồ uống. Khi mặt trời vừa ló dạng, những vị trí đẹp để check-in hầu như đều được khách hàng lấp kín. Khi được hỏi, một số bạn trẻ cho biết phải dậy từ 2-3 giờ sáng để chuẩn bị quần áo, trang điểm. Nhiều người còn phải di chuyển hơn chục km để đến đây uống cà phê sớm. Thậm chí, có người ngồi uống cà phê nhưng vẫn còn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Đối với nhiều bạn trẻ, việc thức dậy từ tờ mờ sáng để đi uống cà phê là một cách để trải nghiệm cuộc sống và bắt kịp xu hướng. Nhiều người sẵn sàng điều chỉnh lịch sinh hoạt, chấp nhận đi học hoặc đi làm muộn để có thể tham gia trải nghiệm này. Một số bạn chọn cách ngủ bù sau khi đã ăn sáng uống cà phê dưới ánh bình minh. Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 21 tháng 8, ông Donald Trump tổ chức cuộc vận động tranh cử ngoài trời đầu tiên kể từ vụ ám sát hụt tại bảo tàng hàng không ở Asheboro, North Carolina. Hình ảnh từ video cho thấy an ninh được siết chặt với sự xuất hiện của các tay súng bắn tỉa trên mái nhà xung quanh. Ông Trump đứng phát biểu sau lớp kính chống đạn, chỉ trích bà Kamala Harris, ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ, là người cánh tả cấp tiến nhất. Cựu tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng hàng triệu việc làm sẽ biến mất, tiền tiết kiệm của người dân sẽ tiêu tan và Thế chiến 3 gần như chắc chắn xảy ra nếu bà Harris thắng cử. Trong khi phát biểu, ông Trump tạm ngừng để hỏi thăm một người tham dự sự kiện gặp vấn đề sức khỏe. Sự kiện này diễn ra chỉ một ngày sau khi bà Kamala Harris chính thức được đề cử làm ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ tại Đại hội Toàn quốc ở Chicago. Trước đó, do lo ngại an ninh sau vụ ám sát hụt, các sự kiện vận động của ông Trump đều tổ chức trong nhà theo khuyến cáo của cơ quan mật vụ Mỹ. Tuy nhiên, một kế hoạch an ninh mới được cơ quan mật vụ thông qua đã cho phép ông Trump tiếp tục các sự kiện ngoài trời. Liên quan vụ du thuyền siêu sang chìm ngoài khơi đảo Sicily, Ý, ngày 21 tháng 8 giờ địa phương, các nhóm thợ lặn đã đưa túi đựng thi thể trùm công nghệ Anh Mike Lean và con gái Hannah về cảng Botiglo.
Các thi thể được tìm thấy bên trong một cabin của du thuyền giữa hai chiếc nệm. Ngoài hai thi thể đã được xác nhận là của tỷ phú công nghệ Mike Lynn và con. Giám đốc Cục Bảo vệ Dân sự Sicily Savo Cosina cho biết, lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy và đưa lên hai thi thể khác. Trước đó, khoảng 5 giờ sáng 19 tháng 8 giờ địa phương, du thuyền siêu sang Bayesian chở 22 hành khách bị trúng cơn lốc xoáy và chìm ngoài khơi đảo Sicily của Ý. 15 người đã kịp thoát khỏi du thuyền trước khi nó bị chìm, trong đó có bà Angela Paceres, vợ ông Mike Lynn, cũng là người sở hữu du thuyền. Thi thể đầu bếp trên thuyền đã được tìm thấy vài giờ sau khi vụ việc xảy ra. 6 hành khách trên du thuyền mất tích khi đó, bao gồm trùm công nghệ người Anh Mike Lynn và con gái 18 tuổi Hannah, Chủ tịch Ngân hàng Quốc tế Morgan Stanley Jonathan Plummer và vợ là bà Judy, luật sư Chris Morvillo và vợ là Neda. Theo hãng tin Reuters, xác du thuyền nằm ở độ sâu 50 mét dưới mặt nước. Các chuyên gia vẫn chưa thể lý giải tại sao một du thuyền hạng sang được cho có các thiết bị và tính năng an toàn hàng đầu như Bayesian lại có thể chìm chỉ trong vài phút như lời kể của các nhân chứng. Trong khi đó, du thuyền neo đậu ngay bên cạnh không bị ảnh hưởng gì bởi cơn lốc xoáy. Theo nguồn tin an ninh của hãng thông tấn Fars Iran, vụ rơi trực thăng khiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tử nạn hồi tháng 5 là do điều kiện thời tiết và trực thăng quá tải. Cuộc điều tra về vụ tai nạn trực thăng đã hoàn tất, hoàn toàn chắc chắn những gì đã xảy ra là một vụ tai nạn. Nguồn tin an ninh nắm rõ kết quả điều tra cuối cùng và đề nghị không nêu tên đối với hãng thông tấn Fars. Hai lý do dẫn đến vụ tai nạn đã được xác định là điều kiện thời tiết không phù hợp và trực thăng không thể chịu được trọng lượng phải chở, khiến trực thăng rơi xuống vùng núi. Các cuộc điều tra chỉ ra rằng trực thăng chở nhiều hơn 2 người so với sức chứa được quy trình an ninh quy định. Hôm 19 tháng 5, chiếc trực thăng Bell 212 chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian đã rơi tại tỉnh đông Azerbaijan của Iran, khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng. Ông Raisi được an táng hôm 22 tháng 5 tại quê nhà, thành phố Mashhad, Iran. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai 23 tháng 8, phía Tây Bắc Bộ trời có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận, trời có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam đang hoạt động yếu và đang trong chuỗi ngày đứt mưa giữa mùa, nên ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Khu vực Hà Nội ngày mai 23 tháng 8, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 26 độ C, cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực thành phố Đà Nẵng ngày mai trời ít mây, có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất khoảng 37 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh ngày mai 23 tháng 8, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất khoảng 34 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitre.vn, hệ thống fanpage và YouTube của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.